Hello, xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DKI Brow and Beauty. Thì trước mặt máy quay là một chị khách hàng rất là xinh đẹp. Chị vừa thực hiện phun môi phủ xương 3D tại DK xong. Thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị một chút nhé. Dạ, chị ơi, chị có thể gửi một lời chào đến các bạn đang xem livestream ngày hôm nay được không ạ? Xin chào mọi người. Thì không biết là với cơ duyên nào mà chị lại quyết định đến DK để thực hiện phun môi đấy ạ? Mình biết qua fanpage, bạn mình cũng có làm đây rồi. Thì là chị được bạn bè giới thiệu và mình lại còn tự tìm hiểu trên fanpage đúng không ạ? Thì với những gì chị tìm hiểu là chị đã nhìn thấy những sản phẩm trước đấy của DK ấy ạ. Thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Mình cảm thấy rất là thích cái màu sắc cũng như là kỹ thuật. Mình có tìm hiểu về kỹ thuật ở bên mình. Vâng, như vậy là chị đã tìm hiểu rất là kỹ trước khi chị đến đây đúng không ạ? Vâng. Thì chị có thể chia sẻ một chút về tình trạng môi ban đầu của chị. Vì sao chị quyết định đi phun môi được không ạ? Ban đầu môi của mình khá là nhợt nhạt. Mình muốn phun môi để không phải đánh son. Vâng, mình muốn tự tin nhất có thể, không bị phụ thuộc vào son đúng không ạ? Vâng. Thì chị ơi, thì hôm nay đây là cái kết quả môi của chị sau khi mà đã thực hiện phun môi xong chỉ rơi vào hơn 40 phút đúng không chị? Đúng rồi ạ. Thì trong cái quá trình chị chia sẻ một chút về quá trình mà mình thực hiện phun môi tại DK á, thì mình cảm thấy như thế nào được không ạ? Thứ nhất là mình thấy dịch vụ ở đây các bạn chăm sóc rất là tốt. Vâng ạ. Trong quá trình làm thì cũng hơi tê một chút. Sau khi làm xong thì đúng rồi, hơi chung thích, mình cũng hài lòng với cái màu môi của mình. Vâng ạ. Và điều đặc biệt là chị cảm thấy là môi mình không hề có dấu hiệu sưng nề, không có chịu gì, cũng không bị sưng và không màu cũng không quá đậm nữa. Vâng ạ. Tại vì em thấy nhiều chị em đi làm đẹp rất là lo cái vấn đề là đi làm môi về sợ sưng như con vịt Donald ấy. Đúng. Đấy, cho là rất là ngại đúng không ạ? Thì đây, như các bạn có thể thấy là chị vừa thực hiện phun môi xong thì em mở kính zoom cận một chút nhá. Đấy, chúng ta có thể thấy là mặc dù vừa thực hiện phun môi xong nhưng mà môi của chị rất là trong trẻo này, màu môi không bị quá đậm, phần mực thì cũng rất là tươi, trong mà không hề có dấu hiệu sưng hay là tấy hay là nề gì cả, rất là tự nhiên đúng không ạ? Trông chỉ như là đánh son hơi đậm một chút thôi. Mà chị ơi, trong quá trình làm thì mình có cảm thấy như là kiểu đau hay quá khó chịu gì không nhỉ? Không, tất cả đều trong giới hạn chịu đựng. Vâng, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Và trong hơn nữa là trong quá trình làm, chuyên gia của bên em nếu mà sẽ hỏi thăm mình liên tục á, nếu mà mình chỉ cần đau hơn một chút hay gì là sẽ trợ tê cho mình luôn đúng không chị? Vâng, thì chị cảm thấy như thế nào về nhận xét về đôi môi hiện tại của chị ạ? Hiện tại thì mình rất hài lòng. Thì với sự hài lòng này thì không biết là chị có sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho bên em chắc không chắn ạ? Là mình sẽ giới thiệu với mọi người. Vâng ạ. Đấy, thì từ hôm nay chắc chắn là chị sẽ tự tin hơn rất là nhiều rồi. Vâng. Thì với trên thang điểm 10 thì chị đánh giá cho đôi môi này được mấy điểm hả chị? Mình tự tin đánh giá 10 điểm. Tuyệt đối là hài lòng với mình. Vâng ạ. Thì em cảm ơn những chia sẻ và những cái sự đánh giá gọi là điểm tuyệt đối của chị nhá. Vâng. Thì em bên em rất là mong là sẽ nhận được thêm nhiều khách hàng từ sự giới thiệu của chị nữa. Vâng. Chị có một lời nhắn nhủ nào đối với các chị em đang xem livestream để cho mọi người có động lực đi làm đẹp hơn được không ạ? Mình muốn nhắn mọi người là nếu ai còn đang phân vân đến với DK thì mình nghĩ là mọi người không cần phải phân vân đâu, mà hãy làm luôn để đẹp sớm. Vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị nhé. Thì đấy, tất cả các bạn đang xem livestream hôm nay thì đã nghe những cái chia sẻ thật nhất và rất là có tâm từ chị khách hàng của DK đúng không ạ? Thì các bạn nhanh tay inbox lên cho fanpage để đặt ngay cho mình một suất làm môi để thật xinh đẹp như chị khách hàng của DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.